Chào các bạn, mình là Trung Hiếu. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Đợt trước, hồi nãy á, mình đã quay quay hết một ngày làm việc các bạn. Nhưng mà mình lại như đợt trước, mình lại quên bấm bay. Đây là đợt này mình khá là bận công việc. Đây là mình quên hoài à, và nhưng mà ngày làm việc trước của mình nó cũng không hiệu quả lắm, mình vẫn còn âm 2200 mấy chục tiền các bạn. Mình vẫn âm tiền như thường, và mình nghĩ là sau đó nó sẽ không âm, nhưng mà nó vẫn âm thôi. Mình sẽ vô công việc thôi. Giờ chúng ta sẽ chơi simulator giải lập anh sửa máy tính mà nghèo khó. Khổ quá mấy bạn ạ, anh sửa máy tính là anh giàu có thì còn đỡ, giải lập anh sửa máy tính mà anh còn nghèo khó nữa, chơi nhau quá. Cái bốn mắt mua 4.900 này mình hiện tại là mình không nâng cấp được các bạn ạ, thì mình từ chối đi. Để đó mà nhìn đây, cái đây là nó bị hư cái men, và mình khổ sở lắm, mình gắn cho nó, mình thay đi tất cả mọi thứ ra để chỉ phát hiện là cái men nó bị hỏng. Và mình đã mua một cái men mới. Mình tại vì cái men này á là mình không xài cái men bên này, cái mình gắn người ta cái men bên này luôn. Cái men này nó đắt hơn một chút, nhưng mà sao phải đi mua cái men mới, bán cho người ta cái men cũ đi. Mình có cái men cũ này, mình bán cho người ta cái men cũ nè. Trời ơi, mình mua cái men mới, cái men mới đó đâu rẻ hơn đâu các bạn, nó $100 lận đấy, bán lại được $33 à. Trong khi mình có cái men đó mà mình không thay, mình chạy đi mình mua cái men mới luôn các bạn. Ơi, mình rút kinh nghiệm. Giờ mình sẽ hoàn thành cái này mà nó thật khổ điểm là chúng ta sẽ gắn CPU của người ta đâu. Đây, đó, khi người ta làm ăn á, và người ta sẽ gắn cái nhãn lên. Đó, cái nhãn là người ta nói, đây nè, CPU này phụ cái máy này nè. Đó. Rồi, mà gắn CPU nhớ bỏ keo luôn các bạn ạ, tại vì khá là quan trọng. Cái gì? Ồ, gắn cho ra mà. Trời ơi, chơi nhau quá đi. Rồi, CPU, gắn RAM vô. Đây, bộ nhớ của người ta. Rồi, gắn các màn hình vô. RAM thì chỉ cần ấn vô cái cạch đó là xong. Rồi, các màn hình. Và mình nhớ là ông này, ông không nói là mình kiểm tra lại các bạn. Ông có đòi hỏi ông biết rất là dài, nhưng mà không có đòi hỏi mút in cạch các phút tin. Thành ra chúng ta sẽ gắn cáp bình thường thôi. Rồi, khỏi gắn cáp mốt nít gì đó mệt. Rồi, cái này mấy cái nguồn cho men, nguồn cho sạc màn hình. Đây là nguồn cho CPU. Đây là nguồn cho quạt. Đây đây là kết nối với ok. Rồi, chúng ta đã sửa được lỗi rồi, mình sẽ gắn các bộ phận vô trong cái đường chờ. Chờ nó. Trong khi mình chờ nó khởi động thì mình gắn cái này vô. Đó. Ok, chúng ta đã xong vấn đề rồi. Dẹp thôi. Và chống đó, chống nhiều đó nghe các bạn ạ. Ta thu được nhiều tiền này mới nữa. Thu tiền thôi. 200 lên chuyện mới hết 100. Chúng
Đây chị lấy được có 150 à, thì con đúng 150 luôn. Thôi ok, mình cũng cái thằng này 5.000 trời, 4.500 tôi đang giải quyết chưa xong nữa. 5.000 sao giải quyết được? Thay thế ra mà thay khối cứng thì giờ chúng ta phải kiếm kiếm tiền đã. Ai à, thay thế ra mà thay khối cứng để xem thử cái gì đây. Bên trong hơi giặt nhẽo, chơi người trắng, cáp trắng, cáp trắng thì cò cáp trắng các bạn. Giờ chúng ta sẽ chọn cáp đi, rồi cáp trắng, rồi nó có bụi thì người ta thấy bụi không, nghĩa là người ta kêu mình đi thử bụi ra đó. Còn những người mà họ cầm với họ ôm máy tính đi mà họ không thấy bụi luôn á, nó là cũng thì mình thổi người ta miễn phí. Để thôi mình đàn nạp thổi mà bây giờ đang chơi chi tiền thì mình thổi bụi rồi, cầm với kêu cầm với cây mình xịt mình cứ ăn đầy mặt thôi, có gì đâu mà to tát. Rồi ok, chúng ta sẽ gỡ vỡ cái ram cùi bí của bắp này ra. Rồi nó hư rồi. Rồi mình ram cái ram SDL 8GB đã hỏng bán thì mình sẽ ráng cho người ta uống. Mình mua chưa? Mình chưa mua, mình chưa mua mà mình gắn ra cùi á. Mình nhớ là ra nó 4GB mà mình để xác định gắn cho người ta cái ra cùi rồi đó. Bây giờ nó nghèo rồi, cầm đồ cũ để đó làm gì? Không, này chưa còn cấp trắng nữa các bạn. Ok, mình sẽ đỡ ra, mình gắn cho ổng cái ổng cứng. Ổng cứng 3T, đâu cũng 3T đâu, đây ổng cứng 3T. Rồi trời, có ông dân có cọng cáp trắng rồi trời, thấy chưa hẹn. Rồi hết cáp rồi, ok, mình đã đáp cổ cứng với cọng rồi đó. Bây giờ mình sẽ xem thử đúng không. Các chị trắng trông phải đẹp hơn. Ok, các chị trắng trông đẹp hơn rồi, các chị trắng là phải đẹp rồi. Các chị trắng mình cho nó trắng trơn đi, các chị trắng trắng trơn trắng mình cho trắng thôi. Mình buồn cho ổ cứng, kết nối ổ cứng với men, buồn cho men. Vậy cái này là một sóc buồn cho men à, cái này là kết nối cái bạn cái nút bấm với đây. Rồi kết nối cái quạt vô đây, cấp buồn cho trời. Sao có một sợi dây trắng thôi hả, cái vô lý vậy ta. Thôi mình nghĩ đó, quên, mình bật cái kia đi, mình nghĩ là mình phải gắn chữ USB vô mới bật các bạn ạ. Ok, tại vì chúng ta thay ổ cứng, chúng ta thay RAM, rồi giờ mà thay ổ cứng thì nó sẽ đòi hỏi đến cái vấn đề là cái chương trình cài cái phần mềm cài hệ điều hành đó, tốn tiền thôi, tiền công
Okay. Ta sẽ giải quyết thêm đây, cái này thay thế mình bò, thay thế ổ cứng gì đấy này. Đây, 7 ngày nữa mà đàm lên quẹt luôn, tính tiền nữa mà hả? Nó nói cái gì nữa đây? Bạn thích cáp màu đỏ. Cáp màu đỏ. Nó có thay thế thôi mà nó bắt từ làm cáp từng chiếc từ lưa á. Hoàn thành trong 7 ngày. Trời, nó thấy bận, nó có nghĩa là ý của nó là mà là sạch đi đó. Tôi thấy máy tính tôi bận và gì gì đó, ý là làm sạch đi. Đây có cả SSD nữa. Rồi chúng ta làm khá là sạch rồi, mới sạch đến cái độ mà nó vẫn sạch chưa nữa, thì cần đâu bây giờ. Trời, thay thế bao bạch chủ luôn hả? Trời ơi, mình tưởng thay cái cục cứng thay tới bao bạch chủ gỡ ra hết luôn chứ giờ sao? Giờ có cái bụng mà thay bo bạch chủ hỏi lắm các bạn, khá là mất thời gian, tại bây giờ phải gỡ hết tất cả dây kết nối nó liên quan nó ra, và thằng này nó cũng gỡ để thay cái cáp màu đỏ. Mình nhớ rồi thay cái cáp màu đỏ rồi các bạn. Đây, MSI Gaming Pro Carbon. Nãy mình nói là mình để cho mình không gắn luôn, chẳng qua là mình mua cho người ta rồi mình gắn cái gì nữa. Ủa, không, ủa, nó bắt cỡ quạt ra nữa hả? À đây, hai cái giờ hai thằng nó tự gắn vô nó cũng gì nữa. Nó cho gỡ quạt ra luôn á, mấy chị cho nhau cái vậy. Đâu phải đâu. Còn gì nữa không? Ủa, CPU RAM nữa hả? Quên gì RAM nè các bạn. RAM là RAM 4GB. Ok, bởi chưa, khổ quá. Quên cái vụ RAM. Cái vụ tháo quạt ra hơi sai các bạn. Cái đó không cần thiết đâu. Thường là người ta sẽ gỡ luôn cái RAM, gỡ cái đó không cần phải gỡ CPU, tí gỡ sau. Nhưng mà nó không có chỗ cho mình gỡ nên nó bắt mình gỡ trước. Cái gì đó bình thường mình sẽ gỡ ra cái xong mình để qua bên cạnh cái chú là cái main này nè của thằng đó. Chứ mà không mình sẽ đỡ hơi ghi chú được cái main của khác, ví dụ như là MSI Pro Gaming nè. Đó, mình nói là cái main này của thằng này nè, thì cái RAM nó gắn lên cái main đó, cái CPU gắn lên nó, cái quạt gắn lên main đó là của thằng đó luôn. Mình chỉ cần cái ghi chú thôi. Nhưng mà đây nó không có chịu, nó bắt mình gỡ ra và sẽ ghi chú từng món một nữa. Đó. Thật ra khá là phức tạp, không? Thì không cái đồ nào gắn lên main thì của nó luôn, đâu phải ghi chú gì. Giờ chúng ta sẽ gắn CPU vô trước, và chúng ta có ghi chú rồi là chúng ta không cần nhớ nó là của nó là cái nào, tất cả như khi kiếm như thế nào nó không có thôi. Đó. Rồi chúng ta bôi keo, mình nói chung là phải bôi keo tản nhiệt, phải đó là một cái thao tác mà dân lắp ráp CPU không thể nào mà quên được. Rồi chúng ta lắp bộ nhớ,
thay main mới rồi, nãy tôi đã bán cái cục chúng ta, tất cả để nó định lượng cũng cao. Rồi chúng ta lắp cạc màn hình, vì cái này nó có ghi chú rồi nên khá là khỏe. Mình sẽ không nhớ là cái cạc đó của ai, ở đâu ra, là xe lắp vô. Đây, cái quạt, hồi nào mình nhớ có quạt nữa. Cái quạt này mình ở đây là hơi sai, thiết lắm. Rồi, mình lắp khóa PCI nữa nè. Đó, khóa PCI. Ra mà cái đó không lắp được các bạn. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là thay cái ổ cứng B, thay cho người ta cái ổ cứng luôn. Đây ổ cứng thì hư, hai ổ cứng 1T với nãy mình coi ổ cứng 1T đúng không? Trước mình mua sẵn rồi, gắn cho tôi. Rồi bây giờ hình như là nó đòi cáp cáp màu đỏ, cáp dùng màu đỏ, cáp plastic. Ok, cáp plastic thì cáp thôi. Cáp màu đỏ, cáp plastic đây, cáp nhựa đỏ, vừa ý chưa? Ủa, này mình gắn một cứng trước hả? Ok, mình gắn một cứng trước không vấn đề. Cách đối một cứng với main. Đây là ổ SSD. Thôi, đây là dây cái nguồn, cấp nguồn cho cạc màn hình. Cạc màn hình nó khá là cần nguồn các bạn ạ. Cái cạc màn hình bây giờ nó đa phần là nó đều cần nguồn để nó chạy cái quạt á. Thật ra là một cạc màn hình nó không cần nhiều nguồn đâu, mà nó cần nguồn để nó chạy cái quạt thôi. Nó cũng có nó mình nói dở chứ nó cũng cần nguồn nhưng mà không nhiều lắm. Ok, chúng ta đã xong hết rồi, thay luôn cái ổ cứng thì người nó thay ổ cứng mình ra, mình nghĩ là mình sẽ gắn cái USB gì cho nó, nếu mà không gắn rồi nó không chạy đâu. Rồi mình bật lại thôi, bây giờ mình sẽ gắn cái phần bên kia, sau khi mình chờ nó khởi động mình sẽ gắn cái phần bên này. Cái này gắn với cái này thì đâu lúc mà mình đang sửa PC vừa cho khởi động vừa gắn với cái này thì không ảnh hưởng nhiều. Ok, xong chúng ta đã hoàn thành chi tiết gì nữa, chi tiết gì hình như là chi tiết turbo các bạn ạ. Tiếng cái quạt. Trời ơi. Giờ mình biết rồi, mình có thể nhìn vô mình thấy tiếng cát và tiếng gì đó ở dưới kìa. Có khu không có thấy nữa nè. Thôi, giao hàng thôi. Con này có hình gì mà nó 48 này. Cái mắt của nó nè, coi i3 với sao con nó chỉ là con coi i3 với cái cạc màn hình RTX 6GB mà nó lên 4000 mấy luôn. Cái gì vậy? Thấy cái này vô lý nha. Sau khi thằng kia mình gắn, trời ơi, gắn cũng kiểu luôn á. Thằng này 16GB RAM, 3D Max 3000 hả? 3000, 3000 mấy hả? Thằng này 3000 mấy hả? Mấy tới chứ ta? Bản mình sẽ bơm xịt cho nó. Thằng này 18
hay là do cái men hàng thấy là kỳ có cái men ngon hơn nhanh hơn được không? Thấy không, thấy không, đúng không? Nó chỉ có chơi vô ấy thôi. Đây à, các đồ họa của nó này, Gaming 2G nè, đúng không? RAM của nó, từ từ mình sẽ thay tên RAM 4G thành 6G đã, 16G đã, mình sẽ thay tên RAM bo. Thì mình đã mua RAM 8G cho nó rồi, mình cứ gắn vô đã. Ok, rồi chúng ta RAM rồi, bây giờ cái cạc màn hình con CPU của nó thì mình coi thử con CPU của nó là CPU gì vậy, tại vì trước kia không coi được. Cap Blue, con CPU Core i3 nè, con MSI Gaming nè, mà cái chỉ số 3D Max của nó có ngàn mấy thôi. Không có việc tám thôi, với cái thằng kia sao không chỉ số tôi mắc có 4.000 ghê vậy, mình chả hiểu đó. Bây giờ mình làm việc với thằng này á, thì mình sẽ cáp nó đòi cáp blue nè, mình sẽ gỡ cái cáp ra. Đây con coi ba, đây mình sẽ gỡ bỏ con coi ba ra. Mình ủa con này nó đòi lên bao nhiêu vậy, 3.000 lần hả? Muốn nó 1.800 rồi nó đòi lên 3.000 luôn hả? Bộ xử lý bây giờ nó coi ba thì mình sẽ cho nó con coi i5 đi. Đây con coi ba của nó là 3.700, thì mình sẽ cho nó con coi i5 là 3.900. Coi 36 không chạy nổi đâu các bạn ạ. Thì mình sẽ cho con coi 3 i5 cái năm cũ rồi, chơi đồ mới làm gì. Bây giờ mình dạng rồi bán đồ cũ cho người ta. Rồi theo tản nhiệt thì mình sẽ gắn cho nó cái quạt vô, quạt vào đây. Rồi mình gắn được cái quạt rồi thì mình sẽ gắn cái cáp vô cho nó nữa, cáp xanh đúng không, cái là cáp xanh xanh. Ok, chúng ta sẽ gắn cáp vô rồi gắn cho nó cái USB nữa, tại vì thằng này nó sẽ cần 3D Max, nó sẽ cần người sẽ cần cài 3D Max cho nó. Chờ một chút, mình cần cái này chắc có quyền mà mình không nhầm. Thường là máy người ta á, là mình không được truy cập vô mấy cái file của người ta cho dù người ta để đó và có quyền hay không mình không nói. Ok, mình nghĩ là không đủ đâu, mình nghĩ là phải thay cái kẹt màn hình đó. Thay rồi. Đã biết phải thay kẹt màn hình thì tại sao không làm, cứ mất thời gian vô nó làm gì. Mình sẽ thay kẹt màn hình. Ok, cái kẹt này không ngon rồi. Kẹt đồ họa, mình sẽ cho nó cái kẹt của nó là 1090 1003 FC, thì mình gắn 1050 luôn, 2G luôn, gaming luôn. Ok, chúng ta sẽ gắn cái cáp vô. Ok,
hết rồi. Đang nó kêu két xanh mà nó đang két vàng đây mấy. Để đó, bây giờ két xanh đến sau đã. Rồi mình chạy được cái chạy qua đây mắt này. Để đó của nó là 1.800 lên 3.000 đạt lên được còn 2.000 mấy á. Ok, chúng ta sẽ giải quyết. Còn một thằng nữa nè, ba đêm mắt này, ba đêm mắt chúng ta chưa có đồ cho nó. Này, cái gì đây? Con Y7 rồi nè, mình con Y7 con này luôn á, mà nó lên 14.000 các bạn ạ. Mình không hiểu lắm tại sao bây giờ mình vô kiếm tiền. Mình coi con CPU á là con Y đây, con Y rồi. Y là cái này mình nhập mình, con không phải AMD mà con Intel, con Intel. Thì bây giờ mình sẽ Intel cho mình sẽ lọc sáu con, không có sáu con các bạn ạ, à. Chỉ có 4 con thôi. Thì mình sẽ không lọc 4 con, mình sẽ lọc nó chưa tới 3.000 đúng á. 4 con này 3.000 nè. Con này tầm có 3.000 không mẹ? 3.002, 3.003. Đó, nó khá là tầm số 3.006 luôn nè. Bây giờ mình sẽ kiếm con tầm số cao nhất luôn rồi, đang đây chín con 4.000, con Y7 nè, con Y7 là cao nhất rồi à, con 4.000, Y7 với 6.007 là con cao nhất rồi, con 4.000 là nó yếu hơn nè, Y7 nó áo thì con này là mình gắn cho kia rồi. Đây Y7 4.002 thì mình gắn cho thằng này là 742 rồi nè. Y7 6007 nè, thì bên này có con Y7 6007 mình gắn cho nó rồi. Bộ xử lý đây có Y7 6007K mình đã gắn cho thằng kia rồi. Giờ mình cần cái cạch đồ họa thì mình sẽ lấy luôn cái cạch đồ họa xịt trước luôn. Đây cái cạch đồ họa đây là MSI GTX 1060 6GB. Thì thằng này nó đây mình gắn nó luôn đây. Mà cái điểm 3D Max của nó có 4.000 mấy à. Thì tình luôn, mình chả hiểu là mình phải gắn cái 3D Max thì thật ra cái thằng này nó đã nâng cấp bị quên à, mình quên gắn gắn CPU cho nó, gắn quạt cho CPU. Thì mình sẽ gắn quạt cho CPU. Con này là mình nhớ là nó lớn lên 4.000 mấy á, này cắt xanh. Giờ nó này cắt gì mình quan tâm lắm, mà tại vì nó chưa có giải quyết được con này nên mình sẽ chạy qua đây mắt con này thử. Ok, mình sẽ qua bên kia trên công ty tại sao chưa. Con này 1.700 đúng. Con này 1.700 rồi nó tới 1.000, nó thiếu 200, thiếu 300 nữa. Nó 1.300, thiếu 300. Thì mình sẽ gắn cái đồ họa này, mình sẽ gỡ ra và gắn cái cạc mới nữa các bạn. Đây, mình sẽ gắn cái cạc đồ họa hồi nãy của mình. Cái đồ họa của nó là 1.300 nè, 2GB nè, cái game minh 2GB nè. Mình gắn cái 1.300 vô và nó chưa ok nè. 1.300 vô này vô nó ok không ta. Mình sẽ test thử.
tại cái hàng 8 mình gắn vô thì sẽ chạy luôn á. Giờ mình sẽ test cái hàng 550 này thử. Tại vì mấy cái này nó không có đa CPU nè, nó không có đa CPU. Thằng này nó có đa CPU và nó yếu hơn này rồi. Thằng này không có đa CPU nó mạnh hơn này trước bao nhiêu. Nãy mình nhớ mình gắn nó bao nhiêu nữa. Thì ok, mình sẽ gắn xem thử cái này nó lên được không. Ồ, không biết được nó lên không. Lấy cát và không ăn rồi đó. Mình ba hồi nãy mình test là 17. Thì mình chạy cái này chắc phải 17 thôi. Tại vì bây giờ mình bỏ này ra ba này. Ngày 4 47 này không. Ngày 4 0.74. Có nghĩa là nó còn 900 điểm nữa. Mình không biết là sao để lên được 900 điểm đó. Hắc đổ rồi. Chẳng lẽ mình thay cái main của nó là bên Gear 3 Gaming 5 rồi. Đó, cái thằng này mình đang kẹt cái thằng này nè. Vì mình mua hết các đồ xịn nhất, xịn sò nhất, mình up xịt cho nó hết rồi. Và không có nhớ tác dụng gì nhiều. Đây, thằng này 4000 mấy và mua các đồ xịn sò up cho nó rồi nhưng mà nó không ai. Chẳng lẽ bây giờ mình thay cái main, mình thay cái main á thì được. Cái main mình chạy con CB con 6 co hay mình thay cái main vô mình chạy 6 co ta. Con 6 lõi á. Đây nè, trong này nó có bán con 6 lõi với con 8 lõi. À, bên Intel á thì nó chưa có, nhưng mà bên AMD thì nó là có con 6 lõi với 8 lõi rồi. Và hình như mình mua rồi. Em thử mình mua cái con đó chưa. Nếu mình mua rồi thì mình sẽ mua cái đây con AMD 4 lõi. Ủa mình chưa mua. Như vậy là con Intel nó là không lên nổi đâu các bạn ạ. Giờ con Intel không lên được thì mình sẽ bỏ tiền ra mình mua con AMD. Bây giờ thằng này này yếu hơn luôn nè. Như vậy là thằng này yếu hơn nữa. Hồi nãy nó lên tới hồi nãy mình gắn cái cạc bên này. Mình gắn cái cạch bên này là 1000 công suất nó cao hơn nè, 1531 nè, cái công suất bên kia đó có 30 à. Như vậy là bộ nhớ, tốc độ bộ nhớ nó cũng, tần số bộ nhớ nó cũng có liên quan. Mình sẽ kiếm công suất 75 1500. Mình sẽ test thử thằng này 4GB xem thử nó nhiều hơn không. Tại vì cái giá đó nó cũng hơn được chút. Thằng này 4GB 1700 nè, 1750 nè, giá hơn chút nè. Thì không cầm này quăng vô là chắc đủ luôn á. Nhưng mà mình sẽ test thử đi. Thằng này 4GB nè. Hai thằng này thì mình quăng vô là mình nghĩ là đủ nè. Này đi, này quăng mình quăng vô rồi mình biết đủ luôn. Mình quăng vô đi. Ngại vô không quăng ra. Đồ cũ mà. Không biết là nó xài đồ mới không thì mình không biết. Ok, chúng ta sẽ bật lên. Mình nghĩ là nó sẽ test cho được á. Ok, giờ trong khi chờ đợi thì mình sẽ nhận đơn hàng cho ngày mai. Ok, mình sáng này đi. Cái này chỉ nhận chỉ thêm
thêm hàng mới thôi. Này nó thay thế PSU, thay thế nguồn, thay thế nguồn thì chúng ta sẽ coi nó có nguồn gì. Nguồn C-Power 400 đồng ý, chấp nhận đi. Mà sẽ vô đây mình kiếm cho nó cái nguồn. Nó nguồn C-Power 400. Đây, 50 đô, vô thôi. Đúng không? Và cáp màu đen. Cáp đen là đẹp. Đừng có... Từng nghe nói là bạn sử dụng cái linh kiện cũ. Đừng có dùng nó cho tôi. Hài quá. Anh thì thích đường cũ, tôi cho đường cũ. À, cái phần S2 này mình sẽ ngưng, mình sẽ không nhận các bạn ạ. Tại hiện tại mình chưa thử S2 bao giờ. Hay mình cứ nhận về ta. Mình nhận về mà mình không S2 lên được. Giờ mình F-Zoom mình phải, phải mua cái chương trình F-Zoom. Người ta mình chưa có tiền để mua nó đâu. Mình đang âm tiền mà mua sao được. Đây nè, trong cái cửa tiệm nè, trong cái phần mềm đó, nó có một cái phần mềm là phần cái tool giúp mình F-Zoom. Cái này 500 nè, kiểm tra xem CPU và RAM. RAM CPU RAM có thể ổn định không, cái này khỏi kiểm tra cũng được. Công cụ cấp nhanh 3000 nè, cấp nhanh 3000 nè. Cửa hàng mọi vi. Cái này tùy chỉnh bằng làm việc. Cái này bằng ít bằng mức nhanh 2000 chưa được luôn. Ở dưới cây 300 thật mua đi. Thông tin hệ thống. Bây giờ là cái công cụ ép chung á, mà nhớ là mình phải có công cụ ép chung, nó mới gì ép chung. Tại vì đâu ép chung tay được. Cái mấy cái này không còn đâu. Mấy cái này tweet nhanh với cát nhanh á thì khá là cần, nhưng mà hiện tại là tới 5000 là hơn, mình bỏ qua cái vụ này đi. Dynamax thì mình cứ chấp nhận vô nâng cấp RAM 16GB. Mình sẽ coi thử cái RAM 16GB RAM của người ta là bao nhiêu. RAM Corsair 8GB 2004. Ok, mình chấp nhận đây, mình sẽ mua cái chuyện mình mua RAM Corsair 8GB 2004. Có xe Domino gì đây đúng không ta? Bên đây ông Tám nè. Đây có xe Domino Platinum 8GB Tempo. Nó 75 đô rồi. Rồi cái này thư lừa các bạn ạ. Chơi lừa đảo thôi. Này nó chửi. Cái này nó chửi mình. Ủa mình nhớ máy tính nào mình xài cũng được hết mà. Sao biết thư nó chửi mình luôn nè. Vậy máy tính tôi vẫn không bật được. Làm sao mình nhắn tin đó thôi bạn. Đem tới đây đi, tôi sửa cho đây. Trời ơi, gì bây giờ đấy, có nó thư nó chửi mình nữa. 3000 mấy. Giờ thay thế này một cái nè. Cái này ép chung mình cũng ép chung mình. Ép chung mình, ép chung tới 4000 là mình được, mình không hấp dẫn luôn các bạn ạ. 3008 cũng 3008 mình chặn luôn rồi hả? Cái này bắt mà đâu phải ít chung đâu. 3008 hoặc là 4008 mình sẽ nhận được nè. Mình sẽ nhận được 3008
8 thì nó có con thứ 5 với mình quốc nghĩ là quốc con i7 của là đẹp rồi đó mà cái kia là 4.000 mấy luôn rồi đó, gần 4.000 rồi. Ram quốc i7 của thằng này thì mình nghĩ là mình thu được tiền này khá là ổn. Này 3.000 16 GB RAM thì muốn 16 GB RAM này. Thông số chơi cái các con tool thì để mình xem thử cái thông tin mình nhận cái hàng này rồi bây giờ mình bắt đầu có tiền rồi mình sẽ lắp cái thông số các con tool cho nó. Cái Preit đâu ta? Nó sẽ chạy chứ, đây nó sẽ chạy chứ cái các con tool đây. À, thì mình sẽ gắn một cái AMD hoặc Ryzen hoặc Core với một cái RTX 1050 vô sẽ chạy được. Cấu hình của nó là cấu hình đề nghị, cấu hình đề nghị thì 1050T và con bên châm nó hấp dẫn các bạn ạ. RAM 2GB với RAM 4GB ok, mình sẽ đặt cái cây với mình coi thử ở trong này RAM thì ok rồi đó. Còn con AMD mình có rồi, 3.000 mấy mình có rồi. Cái quạt thì chưa có thì mình sẽ mua cái quạt, cái bộ xử lý có rồi, quạt CPU có chưa có bo mạch, cái bo mạch này không gắn được AMD đó là nè, mình sẽ phải mua có bo mạch gắn AMD, bo mạch này gắn được con Intel. À RAM thì nó chỉ RAM 2GB thôi thì mình chỉ gắn cho nó RAM 4GB ok. Hai thằng này các đồ họa của nó thì nó còn RTX 1050 Ti. Để xem thử mình có đây 1050 mà chưa có Ti thì nó chắc là nó không chịu. Để xem mình có 1050 không, 1050 luôn. Mình nghĩ là RTX 1050 chắc là ok rồi, 1050 Ti mà 1050 nó không chịu thì mình bó tay á. Giờ ổ cứng mình có luôn, chụp quăng cho nó, nguồn chưa có. Vậy là thì mình sẽ cái quạt cây, mình sẽ mua một cái quạt, một cái main. Đầu tiên á mình sẽ mua cái main đi. Cái main ổ cắm đây, mình sẽ mua cái main rẻ nhất đi. À, 200 đô. Media buy à. Trời ơi, men cùi tôi. Men cái này cắm con AMD. Đây cái này mới cắm con AMD nè. Các bạn cắm con AMD, mua men cùi dưới đi. Rồi mua một cái quạt. Cái monitor mesh này mua một cái quạt. Quạt thì lấy này nó cắm quạt gì, mình nghĩ là quạt gì cắm được mà. Quạt ổ cắm A4 nè, cái này 50 đô là mình phải kiếm ổ cắm A4 để đen chút, 33 đô. Còn hai cái này thì ổ cắm
LGE 1000 LGE mình chỉ kiếm cái rẻ, chỉ cả rẻ và em 4 luôn, đây chứ em 4 cái này vừa em 4 vừa cái này ổ cáo khá là nhiều. 40 đô, vậy thì mình sẽ mua hai cái này. Ok, giờ ổ cắm cáp nguồn nhưng có rồi thì phải thì mình sẽ mua cho nó cái nguồn rẻ đó các bạn ạ. Nguồn thì đắt quá, 350 được rồi. Bên 150 mua cho nó cái nguồn. Ok, như vậy là chúng ta có quạt cây rồi nè, có cái chương mua cây. Chúng ta sẽ mua một cái cây rẻ nữa. Thay 80, thay 40, thay này có gắn được cái Micro X với SDX40. Mình nghĩ là gắn được. Mình sẽ còn coi lại cái men thử. Bao bạn đủ cái men này mình mua thử là kích thước SATX thì chiếc cây cây kích thước SATX thì cây hồi nãy mình mua cây xuống ra luôn. SATX ok, mình đã mua rồi, thành hàng mua thôi. Xong mình coi cái bán máy luôn á. Trời ơi, gắn vô nó đủ luôn. Trời ơi, thì da thôi. Ý bán không màu này, không còn xanh nữa các bạn ạ. Trời ơi, không còn kép rồi kép xanh nữa. Mình sẽ gắn chọn cái kép xanh. Đây mình đang cố gắng ráp cái cấu hình bên này. Mình sẽ ráp cái 3000 này kép xanh nè. Đó, mình sẽ đi gắn cho người ta kép xanh. Rồi. Sau ra mới thấy cáp nữa các bạn ạ. Chứ trước đó là không thấy cáp. Ok, cắt gỡ này luôn đi. Chứ tại vì cái thằng này cứ để đó đi, thằng này tí nữa nó giải quyết vấn đề sau. Tại vì bây giờ cái thằng này nó liên kết với cái này là được VIP tháo luôn. Đó, rồi cáp nó chỉ gắn quá với hai cái thôi, nguồn với đó hết cáp rồi. Chúng ta sẽ lắp cái cáp nó là cáp xanh, chúng ta lấy cáp xanh rồi đã. Rồi chúng ta lắp cái cạc đồ họa chúng ta mới gỡ ra. Thì con này khá là mạnh, con này 1200 1600 khá là mạnh. Mình sẽ kiếm con khá yếu hơn một chút đi, thì mình sẽ dùng con 1200 1700. Con này thì đã dùng, con dưới em đã dùng rồi. Con này mình thử rồi, con này của nó. Con này yếu hơn nè. Con này yếu hơn con này 1200 đây. Thì mình đang cần con của nó là 1950 nè. Thì nếu mà mình gắn 1960 muốn ghi vô đó, thì mình nghĩ là nó 1900 1300, 1600, 1200, 1700.
mình nghĩ là con này vô nó được luôn á, mình sẽ thử. Ok, mình sẽ thử con này vô và gắn cát cho nó. Mình sẽ gắn cát xanh. Bây giờ chúng ta phải mua công cụ cắt nhanh nữa các bạn ạ. Cắn cắn này lâu quá mà cái vụ công cụ cắt nhanh nó cũng tiền quá. Chơi nhau quá đi, gì mà tới 5.000 lần, trời ơi. Công cụ à, vừa cắt vừa tuyết nhanh nữa các bạn. 5.000. Mình bây giờ âm tới 2.000 mấy rồi. Mình khổ lắm, em khổ lắm, em âm tiền quá trời luôn, khổ lắm. Hết chưa, hết là bật ra thôi. Đang bàn chín luôn nè, mình thấy nó thường quá. Mình ra thằng nhóc phải chạy lại, tại vì mình gắn cát xong mình vẫn vẫn phải chạy lại. Thành ra đằng này mình nhầm. Mình đang tính là mình đích vô rồi nè, xong mình chạy 3D, trong khi mình chạy 3D Max đó thì mình gắn cái sau này vô cho nó. Rồi thấy ok các bạn, mình quăng qua mình. Đó, nếu mà thấy ok các bạn quăng qua mình giải quyết vấn đề luôn. Nhưng mà rồi ok, giờ chúng ta sẽ chờ thôi các bạn. Mình nghĩ là phải tu qua cái chỗ này thôi, mà không biết làm sao mình tu được cái thằng này. Thì thằng này bây giờ mình gắn con siêu vui tiền tại cái tiền ta chưa mua, không mua rồi, đặt mua hàng rồi. Đặt mua hàng rồi, mình lấy cái thay thế này mình ép chung là mình chỉ nhận. Cái bàn bám ấy mình đã thử rồi, mình đã ép lên gần hơn chút rồi, rồi đã mình. Có một cái máy là lên được bàn 8, bàn 1 thì mình đã lên rồi. Cái này mình đặt mua luôn rồi. Đây, cái này là nó... Đâu có một cái... Đây, cái này ngân sách không có nhiều không đây. Thường thưởng là 4.000 đô. Mình sẽ lắp cái CPU 4.000 đô hay là mình lắp cái hàng nào đó thì nó có đây nó nói mình là test đây, test 3.000 đô với một cái là chơi cái tool này thì Catherine Darwin đây thì đó mình sẽ làm lá sau. Này là gì? Thôi, thằng này rồi ra kia đi. Không ăn được cao ra đây đứng đi. À, 2.600. 2.200. Trời ơi, mình tiết kiệm nè, mất thời gian nhau mà. Thôi mình sẽ thử luôn. Trời ơi. Chơi nhau quá đi. Càng hòa của nó hơn chút. 2.260 càng đâu hòa. Trời ơi, cái càng này nó yếu như vậy. 1.600.
cái kẹt này kẹt này sao nó hơn được ta, mình không hiểu lắm nha. Cái kẹt này nó hơn tiền, nó hơn giá, nó hơn ấy luôn này. Mà về cái thông số á, nó khác không, còn cái con coffee nó mạnh hơn. Nếu mà con coffee mạnh hơn mình sẽ coi lại ha. Thì hồi nãy mình chạy con SD57 đô này, nếu mà mình thử con game GTX 970 coffee này 100 đô, 970 cái này 960. Cái của nó là 950 đó các bạn, 950 SA nè. Thì mình sẽ gắn cái thằng này 960 nó mạnh hơn là 970 luôn hả. 970 1024 1075 1075 bằng nhau công suất này cao hơn chút. Thì mình sẽ thử mình sẽ thử thằng 970 xem nó có mạnh hơn bao nhiêu không. Mình nghĩ là mình sẽ gắn thử để mình test hàng nữa bạn, tại vì mình không gắn mình không có test được hàng. Ok, để test hàng nhé, cái một ngày. Nếu mình gắn cái này vô nó chạy ok rồi nè, rồi nó chạy yếu hơn một chút. Thằng góc của nó thằng này phải, thằng góc của nó là 1950 á, 1950 góc này nè, cái SDLI nè. Thì đây mình có thể gắn con này vô cũng được. Mình đang tính theo tử là gắn con rẻ tiền vô. À nó mất thời gian quá. Mình đang chơi trò tiết kiệm tiền, mình nghèo quá nhưng mà mất thời gian quá. Mình nghĩ là mình gắn đại vô đây, mình sẽ kiếm tiền vô bằng hợp đồng hôm sau đi. Mình mất thời gian để đó. Đúng là một ngày trong game này thì muốn kéo dài bao nhiêu kéo, nhưng mà mình chơi game mà mất thời gian như vậy nữa. Sau khi mình cày mình nhận hết được mới đơn hàng mình cày chắc là xong luôn rồi. Ok, mình sẽ test tầm cuối đây. 9 ok rồi đó bạn, đây 3.900 thì ở thằng này 3.400 rồi, nó nhiều như vậy, 3.300 luôn, nó hơn chút luôn đó các bạn. Dạ là mình hiểu rồi, cái con SDI nó yếu hơn. Ok, sẽ giao hàng con này thôi. Mình nghĩ là giao mình con này thì mình sẽ không gắn con SDI nữa, mình sẽ tháo nó ra. Tại mình sẽ kẹt đồ họa cái này nè. Con này nó khá là mạnh, nhưng mà nó được cái bản nó từ thứ lỗi rồi, nó từ thứ bộ nhớ rồi, nhưng mà cái đa CPU nó không có. Tại ra mình sẽ lấy con Dashibu SDE trên này, rồi sẽ gắn cái con Dashibu vô cho em thử. Cái con này là 8GB, 1.200, 1.600.
con này 1.2, cái này 200, của hai con này bằng nhau kìa, 47 hả? À, hai con bằng tiền mà. À con 4 ghi của con một con kém ghi. Từng số lỗi, từ số lỗi 1218 1650 124 1650 và công suất bằng công suất. Rồi thằng này mạnh hơn nè. Thì mình gắn cái thằng này vô rồi nó được cái từ số lỗi cao thôi, nhưng mà nó tăng cái bách mắt, tăng mắt lên không bao nhiêu các bạn ạ. Thì mình sẽ gắn cái này vô. Mình biết mình gắn cái này vô chưa nữa, mình nghĩ mình gắn vô rồi đó. Giờ cáp mình sẽ giải quyết vấn đề cáp sau đi. Thằng này mình test thử cái bụng lên mắt nó như thế nào. Tại mấy con đem chưa nó mình có khác hiện là khi mà chạy bên mắt thì con nào nó mạnh. Quên mình quên cắm điện cho điện thoại, gọi mình là điện khá là cẩn thận, mình sẽ quên cắm điện. Sau khi em đặt mua xong mình âm gần 2.000, hồi nãy là mình lời được 200 rồi, đợt này mình lời được 200, rất là ngon. Mỗi ngày mình làm được 200 đô và khoảng bao nhiêu tiền các bạn? Dạ thì tới mỗi ngày mình lời được 200 đô. Bốn mươi sáu không, con này yếu hơn nè, 3.900. Nếu mà mọi người nếu mà mình test mình sẽ, tại vì cái con kia nó mạnh hơn rồi, nếu mà mình test kia kẹt vào khoảng thì cái con này là mạnh nhất rồi nè. Con này trong các sale các phe là đại mình đang có nó mạnh nhất rồi, ở 3.900 mà mình gắn con này vô á rồi nó là 4.000. Thành ra bây giờ mình gắn con này vô thì nó không bao nhiêu đâu. Mình nói nó thẳng là nó không bao nhiêu mình biết luôn. Ok, mình gắn con đó vô không lên bao nhiêu cũng con này. Con R9 con công suất cao hơn luôn nè. Con công suất khá là cao các bạn ạ. Mình chưa test con này thử bao giờ. Mình sẽ test con đó thử. Tại vì con đó nó 1.2 và công suất khá là cao. Mình sẽ test con này thử. Không có cáp luôn, sao con chút cao rồi mà nó không có cáp luôn, chứ nó chạy thôi được. Chơi nhau quá vậy. Ok, hôm nay test Padam app và kiểm tra cái giả thuyết của mình. À, thấy cái thông số từ người không thể nào mà cái con thông số thấp mà nó mạnh hơn con thông số cao rồi. Và điều này khá là chuẩn. Ủa, này chuyện này giao hàng rồi nè.
đời á, mình có tiền rồi mà không chịu lấy thì là con muốn ăn chín thì khó chu ghê luôn á. Ba ngàn này mình đã đặt hàng nó rồi, con này mình đặt hàng rồi, con này đây con này thu được tiền rồi, nó mình thu được 500 đô. Ok, chúng ta thu được khá là nhiều tiền, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua quá trời luôn. Giờ chúng ta đang chứa hàng trong nhà khá là nhiều. Con 3.8 này mình đây, chúng ta có thêm một cái chuyện mới nữa, còn có con MSIR8 game win nữa. Mình sẽ vô coi thử, nếu mà trời ơi quá thì mình sẽ mua một cái main mới, mình gắn cho nó luôn. Và mình sẽ quốc cho nó cái cạch đồ họa, một cái main mới, một cái bộ xử lý 6 nhân luôn, một bộ xử lý 8 nhân luôn, mình sẽ up bộ xử lý lên. Đây, bộ xử lý 8 lõi luôn đó, nếu là nó ép nhau quá mình sẽ chơi bộ xử lý 8 lõi cho nó. Không phải, thật ra mà mình cũng muốn bỏ tiền ra đang xấu đó, nó yếu hơn nè các bạn, nó mạnh hơn chút nhưng mà nó còn yếu hơn cái cạc trước kia, có nghĩa là cái cạc này sẽ không đạt chuẩn. Ok, chúng ta sẽ còn mình đặt hàng chưa? Rồi đặt hàng rồi, chúng ta sẽ ngưng ở đây và ba ngày mới thôi các bạn ạ. Ngày vừa rồi mình làm việc khá là hiệu quả, đã trả nợ được khá là nhiều. Mình kết thúc ngày và mình còn từ 2.000 âm 2.000 mấy tiền, bây giờ mình còn âm có 1.400 thôi. Và mà okay. Thằng này nâng cấp, mình cầm qua mình quăng đây đi. Nó nâng cấp với 3D Max 3.000, nâng cấp RAM, giờ mình cứ vô mình nâng cấp RAM cho nó đó đã. Rồi quăng đó. Rồi ông này thì thôi bỏ ra đây đi. Thì ông đó không có tác dụng nữa rồi. Ông này làm gì đây? Thay thế. Thay thế đây đi, mình thắp đây trước đây. Tại vì mình sẽ gỡ RAM Corsair ra. Ủa? RAM mấy ghi? RAM 8 ghi rồi mà. Ôi. Gỡ RAM 8 ghi ra làm gì? Mình sẽ lắp cho nó một cái thanh RAM nữa thì nó sẽ đủ 8 ghi. Ok, chúng ta đã 8 ghi rồi. Cái điểm 3D Max của nó lên mình coi thử CPU của nó là gì. Còn cái này là cái này một không nó không gaming là cái mạnh nhất rồi này các bạn ạ. Bây giờ không còn cái này mà mạnh hơn hết á. Thì mình làm nào vậy, mình bật đi, mình gỡ coi CPU luôn đi. Còn CPU i5 thì mình sẽ gắn cho con i7 vô. Giờ mình gắn i7 vô rồi nó i56k thì mình mua cho nó con i7, mình có mua con i7 mà ra i3. Hồi nãy con i5 của nó nè, i56k5 nè, thì mình kiếm con i56k ở đời 6k6 đây, có i7 luôn á. Rồi mình chỉ có i56k6. Cái thứ hai còn i5 thứ 6 rồi mà. Ok, con nạp được hai con thì con nạp như nhau. Rồi mình sẽ gắn keo tản nhiệt làm mát của nó đây. Rồi
Cáp giờ mà không biết là cáp gì đâu, cứ gắn tạm đấy bạn. Ủa nó kia nó có cáp gì đây nữa này? Ok, nâng cấp CPU lên rồi. Quên mình đang chơi vừa lên đó nữa. Đây mắt mình vừa mua được cái USB khá là cho để họ chạy qua chạy lại. Thật ra USB có 300 đô có 200 đô à, mình mua luôn. Thì thằng này cái máy này nó đang là 3.800 sao cái máy này nó mạnh hơn mà đủ cái vô lý rồi nha. Nè, bản thân cái máy này nó mạnh hơn, mạnh hơn cái yêu cầu luôn. Tiếc quá đúng không? Mấy mình chịu quá. Giờ cái máy này thay thế nguồn. Tại cái nó bản thân nó mạnh hơn yêu cầu đúng mà mình gắn xe bô làm gì, trời ơi. Tí nữa mình sẽ chịu bộ chạy ba đi mắt một lần nữa và mình sẽ giải quyết cái phần mình sẽ thử á, tại vì thấy cái đó khá là con ăn. Tiếng nguồn 100 bên trong họ thì ông kêu là ông thấy thế nguồn đây mắt đây chẳng cái gì chưa gắn cái này mà đang làm ép xung chưa nhận thay thế nguồn ống thòi cáp đen rất là đẹp. Đừng dùng được cũ cho ổng. Ok giờ ổng cái cáp đen đúng không? Cáp đen thì gắn dòng cáp đen thôi, cáp nhựa trường đen bỏ rồi đó. Mình sẽ lắp bộ phận vô. Rồi lắp cáp cho nó ở cho ổng thôi, ổng cáp đen rồi. Mình giờ buồn cho ổng cứng, kết nối với các đồ họa, buồn cho các đồ họa, buồn cho CPU. Cái này buồn cho CPU các bạn, cái này buồn cho quạt. Đây kết nối phím bấm với NAND. Này kết nối quạt với vật cây. Này nguồn cho rồi nguồn cho quạt nữa. Ok bật lên thôi. Và trong khi chờ đợi chúng ta sẽ gắn 20 đã bị xong rồi. Cái thùng thay thế này khá là ngon. Tuy là không như tiền à, khá là ngon. Ok mình sẽ quăng qua đây à, lãnh tiền thôi các bạn ạ. 200 đô. Đồng ý. Đó ép xung đi quật này, ép xung thôi chua các bạn ạ. Giờ mình sẽ thay thế bo mạch chủ với thay thế các màn hình. Mình sẽ vô đây mình coi thử cũng
coi một khi bữa này mới lên chưa. Nè bán hàng chín nữa nè, vừa ý đúng chưa? Thôi quá vừa ý luôn mẹ. Mình chạy xem thử nó lòi cáp kiếp gì không. Bàn 8 cáp dựa màu đỏ cho nhau quá. Cáp dựa màu đỏ rồi mình sẽ gỡ ra, gỡ hết ra cái cáp dựa màu đỏ vô cho nó. Ra không thấy sao được, không thấy cái nguồn nó nấu vô gì được, tại vì cái này còn khá là khó rồi, cái nguồn nó nấu cái gì không thấy được. Ok chúng ta gắn cáp thôi, cáp nhiều màu đỏ nè. Cái này là SD. Cái này phát ngân. Cái cáp thường là cái cáp nguồn của trời ơi, chạy lại 3D Max nữa. Quay sau, đây thì chạy 3D Max đi. Trời ơi, máy này nó khỏe lắc lắc. Lít hoài không được, quay lắc các bạn. Ok, chúng ta đã được 3D Max rồi. Mình sẽ nhận hàng cho ngày mai. Hôm nay mình sẽ đi làm cái này các bạn. Đây mà mình sẽ lắp ráp cái máy này cho em cho hôm nay. Ok, chúng ta sẽ lắp một cái máy ok, mình dự tính là mình sẽ lắp cái cái máy để chơi content này, nhưng mà hiện tại cái vấn đề là mình thấy cái này khá là dài rồi, để ngưng ở đây sau khi chúng ta giải quyết được cái này chúng ta sẽ ngưng mình hướng lại ở đây rồi. Hy vọng là các bạn cũng thích được PCB Unity Simulator này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đã thay đổi mới tới 200 mấy cô cho người ta luôn. Và tiền công thì mình lãnh được 450 mấy đô, không vấn đề. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Và sau mình sẽ gắn lắp cái PC 4.000 đô. Tập trước mình lắp cái PC 7.050 đô rồi, thì khi đó rất là cùi. Tập này mình sẽ tập sau mình sẽ gắn PC 4.000 đô và mình sẽ cố gắng mua cái đủ này để cấp đi tay. Rồi thôi, giờ mình có gì nhiều đâu mà mình cấp.
mình mua tủ á, mình nhận tất cả các đơn hàng, xong rồi mình sẽ mua VC trong đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký rồi ạ. Bye bye, see you again.